Rồi, xin hãy mình chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đang mình bán trọn bộ sản phẩm cano nha các bạn. Trọn bộ giá rất là hữu nghị cho anh em nha. Giá trọn bộ chỉ có 35 triệu. Gồm cái cano dạng nam 4.9. Đặt cái máy là máy âm là Yanma 3T75. Này trọn bộ giá rẻ luôn các bạn ơi. Giá chỉ có 35 triệu. 35 triệu thôi nha. Đây, 35 triệu là anh em có thể sở hữu được một chiếc cano đi câu cá hoặc là đi dã ngoạn nha. Này anh em mà ít có điều kiện kinh tế á, mình sử dụng chiếc này cũng rất là ngon lành, tại nó giá cũng rất là vừa tầm cho anh em chơi, giá chỉ có 35 triệu thôi. Này, cũng có ghế ngồi, ghế trước, ghế tài, qua lăng nào đầy đủ nha anh em, giá thì quá quá hữu nghị luôn rồi, giá chỉ có 35 triệu à. 35 triệu mà anh em sở hữu được chiếc cano anh em chạy cũng rất là đạt tốc độ nha. Này, tốc độ thì cũng rất là ok đó anh em. Chiếc này thì 35 triệu vừa tầm cho anh em đam mê mà mình ít có điều kiện kinh tế. Trọn bộ luôn nha các bạn, 35 triệu nha. Đây 75 có cao anh em ơi.